Liệu bạn có nhận ra trong cuộc sống có rất nhiều chữ đừng hay không? Bạn nên học để khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhé. Đừng tự chôn vùi giá trị bản thân mình bằng cách so sánh với người khác, bởi đơn giản chúng ta khác nhau và bởi ai cũng đặc biệt. Đừng định nghĩa mục tiêu của bạn bằng những gì người khác cho là quan trọng, chỉ mình bạn biết điều gì là tốt nhất cho bản thân. Đừng thiếu ước mơ, không mơ ước là không có khát vọng, mà không có khát vọng thì chẳng thể thực hiện được gì. Đừng chấm dứt tình yêu cuộc sống bằng cách nói rằng không thể tìm thấy nó. Cách nhanh nhất để nhận yêu thương là cho đi, cách nhanh nhất để mất nó là giữ quá chặt, và cách tốt nhất để giữ tình yêu là cho nó thêm những chiếc cánh. Đừng để tuột mất cuộc sống của bạn qua những ngón tay bằng cách chỉ sống cho quá khứ hay tương lai. Hãy sống từng ngày, sống mọi ngày của cuộc đời bạn. Đừng sống nhanh đến nỗi quên mất rằng bạn đã ở đâu và bạn sẽ đến đâu. Cuộc sống không phải cuộc đua mà là chuyến du lịch để thưởng thức từng bước của đường đời. Đừng vứt bỏ những điều gần gũi với trái tim bạn. Hãy giữ chúng như giữ cuộc sống của bạn. Không có chúng, cuộc sống thật vô nghĩa. Đừng sợ chấp nhận rằng bạn không hoàn hảo. Đừng sợ va chạm với hiểm nguy. Đó là cơ hội để chúng ta học về sự dũng cảm. Đừng từ bỏ nếu bạn còn có thể cho. Không gì là thực sự có giới hạn, cho đến một ngày bạn ngừng cố gắng. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim và để lại bình luận cho mình biết với nhé.